Người đàn ông hỏi chị tiếp viên lấy hai chai nước, nhét một chai vào túi, chai còn lại đổ vào cốc của mình. Nhân lúc không ai chú ý, anh ấy vội vàng uống hết. Nhưng khi anh ấy muốn đi vứt rác, đột nhiên người đàn ông lần nữa tỉnh lại. Anh lại rơi vào một khu rừng trúc. Lúc này một tiếng động đột nhiên truyền đến. Rách vội vàng quay ra nhìn, một con chó xuất hiện trước mắt anh. Anh nhịn đau đứng dậy, kiểm tra lướt qua vết thương trên người. May mà không có vấn đề gì lớn, chỉ là eo hơi đau một chút. Sau đó anh sờ chai nước trong túi, chai nước trong túi vậy mà không sao hết. Tiếp đó dường như anh ý thức được điều gì đó, anh chạy điên cuồng trong rừng, chạy ra khỏi rừng nhìn. Quả nhiên máy bay của họ đã rơi trên một hòn đảo không người. Hiện trường đổ nát, tràn ngập tiếng kêu than cứu. Rách thấy có người cầu cứu, vội vàng chạy sang đó. Anh muốn nhấc đồ nặng đè lên người đàn ông ra, nhưng lại phát hiện không thể nhấc nổi. Anh vội vàng gọi mọi người xung quanh, mới miễn cưỡng kéo được người đàn ông ra. Sau đó tháo cà vạt ra, buộc vào trên đùi người đàn ông để cầm máu. Nhưng anh quay lại để giúp một người phụ nữ mang thai. Một anh trai lại chạy đến cổng động cơ, khiến nó phát nổ, khiến những người may mắn sống sót phải chịu đau đớn và cú sốc lần hai. Rách thấy người phụ nữ mang thai không sao, anh gọi chị béo bên cạnh lại, bảo chị ấy chăm sóc chị gái có thai. Còn bản thân thì chạy đi cứu những người khác. Nhưng khi anh vừa cứu sống một người phụ nữ, đằng sau lại có tiếng quái dị. Quay đầu thì phát hiện cánh của máy bay đang rung lắc, bên dưới lại là người phụ nữ có thai và chị béo. Rách lập tức chạy qua, hai người kéo người phụ nữ có thai chạy. May mà Rách kịp thời đến, mới cứu được hai người trong gang tấc. Sau đó Rách tìm được một gói kim trong một dương hành lý. Anh một mình chạy đến nơi không người, định tự khâu vết thương cho mình, lại phát hiện bản thân không với được. Đúng lúc này, một người phụ nữ tên Kaiti đúng lúc đi ngang qua. Rách vội vàng nhờ cô ấy giúp đỡ. Cô ấy không có kinh nghiệm về chuyện này, nhưng nhờ sự cổ vũ của Rách, cô ấy cùng kỹ năng may vải vò siêu đỉnh của mình, thành công khâu lại vết thương cho Rách. Buổi tối, hai người mô tả lại quá trình máy bay rơi. Kaiti cho rằng một nửa của máy bay nhất định đã rơi xuống bên kia núi. Hai người quyết định trời sáng sẽ đi tìm đầu máy bay, để dùng bộ thu phát vô tuyến trên đó để phát tín hiệu cầu cứu. Đúng lúc này, trên đảo nhỏ đột nhiên truyền đến tiếng rít gào. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía rừng, nhìn thấy cành lá lắc lư không có quy quạt, nhưng họ cũng không biết là quái vật gì mà lại to như thế. Người đàn ông dùng bàn tay toàn móng đen của mình không ngừng gõ vào ghế. Chị tiếp viên hỏi anh có cần giúp đỡ gì không, anh ấy vội vàng nói không cần. Sau khi lừa chị tiếp viên đi, anh ấy nhìn bàn tay đen của mình cứ run lên không thể kiểm soát. Anh vội vàng quay đầu lại nhìn, lại thấy chị tiếp viên gọi hai anh nhân viên đến, chuẩn bị đi về hướng anh. Anh ta lập tức cảm thấy không ổn, vừa định đứng dậy di chuyển lên trước, vốn định chạy vào toilet trốn một lúc, lại phát hiện bên trong có người. Anh ấy đành tiếp tục trốn lên trước. Nhưng đúng lúc này, máy bay đột nhiên rung lắc, đèn cảnh báo phát sáng. Chị tiếp viên không rảnh quan tâm anh nữa, chị vội vàng chạy về khoang thông báo, dựa theo đèn quy định an toàn, yêu cầu hành khách thắt dây an toàn. Còn người đàn ông lại chạy vào đầu cabin, trốn vào nhà vệ sinh chuyên dụng của nhân viên, sau đó lập tức khóa cửa lại. Sau đó lấy giày của mình ra, lấy gói bột trắng trong giày, cũng mặc kệ sự thúc giục bên ngoài. Sau khi đi lại giày, anh vội vàng đổ bột trắng ra tay, sau đó bôi vào miệng mình. Vết loét miệng nghiêm trọng đó lập tức thoải mái hơn. Nhưng anh nghe thấy tiếng cảnh sát yêu cầu anh ngay lập tức mở cửa ra. Charlie vội vàng ném túi bột đó vào bồn cầu, vừa định xả nước, đột nhiên lúc này máy bay đã rơi xuống một hòn đảo. Charlie may mắn sống sót, nhưng không qua bao lâu cánh máy bay đột nhiên rơi xuống. Anh ấy lại thoát được một kiếp nữa như có siêu năng lực. Ngày thứ hai, những người còn sống bàn bạc xong, quyết định đi tìm nửa đầu máy bay, dùng thiết bị trong cabin để phát tín hiệu cầu cứu. Charlie thấy vậy cũng quyết định đi cùng bọn họ. Sau đó ba người lập thành một đội, xuất phát theo hướng máy bay rơi xuống, đi đến tận trưa. Trời đột nhiên đổ mưa to, ba người tiếp tục đi được một lúc. Quả nhiên họ tìm thấy nửa đầu máy bay trong rừng. Nhưng khi họ vào cabin, mở bảng điều khiển để phát tín hiệu cầu cứu, cơ trưởng đột nhiên tỉnh dậy. Rách nhanh chóng tháo đai an toàn cho anh ấy, may mà chỉ bị xây sát nhẹ ở não. Rách vội vàng bảo Kaiti đưa cho mình một bình nước. Sau khi cho cơ trưởng uống, cơ trưởng đột nhiên nói chân tướng máy bay bị rơi. Hóa ra khi bay được 6 tiếng, hệ thống vô tuyến trên máy bay đã hỏng rồi. Bọn họ vốn định quay lại nơi cất cánh, nhưng lại gặp phải gió đối lưu làm lệch hướng. Hơn nữa không ai biết rốt cục bây giờ máy bay đang ở đâu. Nói đến đây cơ trưởng đột nhiên nhớ đến, chắc vẫn còn một thiết bị vô tuyến dự phòng. Anh ấy nhanh chóng bảo Kaiti lấy ra, nhưng thiết bị vô tuyến đó cũng hỏng rồi. Lúc này Rách đột nhiên phát hiện, một lúc rồi không thấy Charlie đâu. Anh bảo Kaiti đi xem. Charlie. Anh ở nhà vệ sinh làm gì? Cái gì? Cơ trưởng nghe thấy tiếng kêu của quái vật, tò mò thò đầu ra xem đó là gì.
nhưng mà anh ấy chưa hóng hớt được bao lâu. Đột nhiên, sau đó máy bay bị con quái vật tấn công. Jack vội vàng cầm thiết bị vô tuyến lên, anh cùng đồng đội chạy ra khỏi cabin, liều mạng chạy vào rừng. Nhưng bọn họ chạy chưa được bao lâu, Sally lại ngã vào vũng bùn, chân của anh ấy bị mắc vào dây. Chỉ đành gọi tên đồng đội cứu mình. Jack nghe thấy tiếng kêu cứu, lập tức quay lại cứu anh ấy. Còn Katie lại hoảng loạn trốn vào một gốc cây. Một lúc sau Sally lại một mình chạy đến. Hai người chỉ đành quay lại tìm Jack, lại phát hiện huy chương của cơ trưởng trong vũng bùn. Katie nhìn bóng trong nước. Khi cô ấy vội vàng nhìn lên trời, Jack lại đột nhiên xuất hiện đằng sau họ. Bọn họ nhìn thấy cơ trưởng trên cây, cũng không biết là anh ấy lên đó kiểu gì nữa. Sau đó trên đường về, Katie tò mò hỏi Sally, lúc đó anh ở nhà vệ sinh làm gì? Nhưng Sally kiếm cớ lấp liếm qua đi. Nhưng khi bọn họ quay về trại, lại phát hiện anh tóc xoăn và John đang đánh nhau. Jack nhanh chóng ngăn hai người lại. Sau đó Katie hỏi mọi người, ai biết sửa thiết bị vô tuyến? Tóc xoăn nói mình là lính thông tin, rồi nhận nhiệm vụ sửa thiết bị vô tuyến. Còn Sally lại chạy đến chỗ không người, vội vàng lấy mai thủy vừa tìm được ra, cuối cùng cũng có thể trị tạm thời bệnh mồm thối của anh ta rồi. Rừng mưa nhiệt đới mà lại có gấu Bắc Cực ư? Sau khi máy bay rơi xuống hòn đảo nhỏ, những người còn sống vì để gửi tín hiệu cầu cứu, định trèo lên chỗ cao nhất của đảo. Bọn họ trèo lên đỉnh núi đầu tiên, để đi đến những ngọn núi cao hơn. Một số người dần cạn kiệt thể lực, bọn họ bảo Jack mở thiết bị vô tuyến ra thử. Nhưng Jack vì tiết kiệm pin mà không bật. Khi đang cãi nhau với John, một âm thanh lớn đột nhiên truyền đến. Mọi người nhanh chóng quay người, chỉ thấy trong đám cỏ dường như có thứ gì đó đang chạy về phía họ. Mọi người hoảng sợ chạy trốn, chỉ có John đứng nguyên tại chỗ. Anh rút một khẩu ra, không hề do dự bắn liên tiếp mấy chục phát. Cuối cùng anh đã an toàn bắn hạ con gấu vào giây phút cuối cùng. Mọi người nhanh chóng quay lại nhìn, thế mà lại một con gấu Bắc Cực siêu to. Có người đoán đây chính là con quái vật ăn cơ trưởng. Nhưng Sally lại nói cái đầu của nó nhỏ hơn đầu của con quái vật kia rất nhiều. Tuy rằng bọn họ không biết sao rừng mưa nhiệt đới lại có gấu Bắc Cực, nhưng điều bọn họ quan tâm hơn là tại sao John lại có súng. John vội vàng giải thích với mọi người, anh lấy được nó từ trên người một cảnh sát, hơn nữa còn lấy một cái huân chương ra để chứng minh lời mình nói là thật. Kết quả anh tóc xoăn cho rằng John chính là phạm nhân mà cảnh sát áp giải đi. Nhưng điều họ không biết là tội phạm thật sự bị cảnh sát áp giải trên máy bay là Katie. Trước khi máy bay rơi, một cái vali sắt vừa khéo đập vào cảnh sát. Jack lấy chìa khóa từ trong túi anh ta, mở chiếc chìa khóa rồi sống sót. Tiếp đó trong lúc hai người tranh cãi, Katie nhân lúc này cướp lấy khẩu súng. Trước sự hướng dẫn của anh tóc xoăn, cô bỏ đạn trong súng ra ngoài. Sau đó bỏ đạn và súng lần lượt đưa cho anh tóc xoăn và John quản lý. Sau đó họ tiếp tục đi đến chỗ cao, mở thiết bị vô tuyến ra xem thử. Quả nhiên có tín hiệu rất mạnh. Anh tóc xoăn hưng phấn vội vàng cầu cứu. Nhưng bọn họ không ngờ rằng thiết bị vô tuyến lập tức nhận được phản hồi. Mà sau khi nghe nội dung phản hồi, bọn họ đã không thể cười được nữa.